có những niềm đau lòng không muốn nói, mà cứ tới người ta nói tôi nghe, nói chuyện gì nói tôi nghe. Nói sao được, có tại vì người ta biết rằng người ta nói không biết bắt đầu từ đâu và nói cái gì bây giờ nữa. Tại vì lúc đó người ta đang có một cái gì ở trong lòng. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Người ta qua không được vách sầu. Nhưng mà cuối cùng á, ta để cho cái đau thương nó quặn quại hồi cái họ chân lý nó phát hiện nè. Có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Có quặn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Tại vì quý vị có biết con cọp nó tự nó chữa bệnh đó bằng cách nào không? Ai mà dám tới gần mà băng vết thương cho con cọp? Khi con cọp nó bị thương, nó sẽ tự đi tìm một cái góc nào đó nó nằm. Không ai tìm được nó, không ai biết nó bị thương. Nó sẽ nằm như vậy 2 tuần, 3 tuần, để đến khi nào cái vết thương nó tự lành. Có bao giờ mình đã trị vết thương lòng mình kiểu con cọp chưa? Có không? Có chứ. Đã nhiều lần rồi chứ không phải một lần đâu. Có nhiều khi người ta gặp mình đó, mình tới mình sợ sợ, xin đừng đụng đến tôi. Vì tại bây giờ mình đang dịch tiếng Anh đó, please don't touch me. Xin hãy để cho tôi yên, please leave me alone. It's a treat. Nhiều khi mình cho người ta yên tĩnh một góc trời, đó là một sự ủng hộ gia ơn cho họ. Người ta đang rất là cần một góc trời mà mình cứ lãng vãng trước mặt. Chị đi gặp thầy tôi không? Thầy tôi cũng hay lắm. Ai buồn gì ổng cũng giải được hết á. Đâu có phải là lúc đó người ta cần ai đâu. Người ta chỉ cần có một sự im lặng. Để làm chi biết không? Để người ta thấm nỗi cô đơn. Để người ta thấm cái niềm đau. Rồi biết đâu chừng từ đó người ta tự người ta giải thoát. Tại vì người ta không nói được. Cho nên im lặng khi người ta có những nỗi niềm. Khi người ta buồn, người ta khổ, đôi khi mình không cần làm gì hết. Chỉ để cho họ im trong phòng đi. Lâu lâu mình chỉ cần giả bộ mình mở cửa, mình đem cho họ một cốc nước. Để làm chi biết không? Thứ nhất là cho họ có nước để họ khóc tiếp. Thứ hai là mình coi coi họ đang thở không. Ở những cái nhà già, những người già ở trong nhà dưỡng lão, nhà nào phòng nào cũng có cái dây giật. Lỡ có chuyện gì á, giật cái dây đó thì y tá chạy lên. Thật ra nhiều khi mình nhìn những người thân của mình xung quanh, chỉ cần nhìn mà mình biết họ buồn á, biết không? Biết. Tại vì mình có trái tim cảm mà. Thỉnh thoảng tôi buồn tôi y chang bà này nè, tôi y hịch cái ông này nè. Cho nên mình nhìn người ta mình có thể biết người ta đang buồn. Mình tu theo Phật á, là mình sao làm sao mỗi ngày cho cái tâm sáng của mình nó mỗi sáng lên. Mình sáng không phải ở cái ngôn ngữ, mà mình sáng ở nội tâm. Bởi vì mình có sự tĩnh lặng ở bên trong thì tâm của mình nó sáng và nó nhận ra. Cho nên nếu ai đó mà có buồn, tìm được một người để mình trút những cái nỗi buồn đó là hạnh phúc. Nhưng mà Pháp Hòa tin rằng có những lúc mình không biết nói với ai và cũng không biết nói cái gì, thì mình sẽ cần sự im lặng để từ từ niềm đau nỗi khổ mình nó tan dần. Thật sự ra đó, có nhiều lúc đó mình càng cũng giống như cái đầu mình nó giống như một cái rối đó. Càng mở thì nó càng gì? Càng chặt lại, mở không ra. Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm á, chúng sanh mình mà 6 căn mà nó dính 6 trần giống như là 6 cái mắt vậy.
Mà bây giờ phải tìm đúng một cái mắt nào chính của nó, mở cái mắt đó ra, thì từ đó nó sẽ có cái mấu chốt để nó mở những cái khác. Cho nên mình im lặng. Trong nhà Phật có câu là im lặng như chánh pháp. Sự im lặng của mình trong khi mà người ta muốn hơn thua, những người người ta tới, người ta tìm mình để người ta hơn thua luận nghĩ, cũng không có nên nhiều lời. Bởi vì cái đó chỉ thêm gì? Thêm những cái phiền não cho mình thôi. Mà mình tăng trưởng cái tánh hơn thua đối với họ thôi. Cái người mà người ta thích hơn thua, mình cũng không nên nói nhiều. Nãy giờ có mấy điều mà mình cần im lặng. Im lặng khi người ta buồn, im lặng khi người ta giận, im lặng với những người mà người ta thích hơn thua, tranh cãi. Nội cái chuyện đạo với nhau thôi, mà gặp mà đôi khi đấu hoài không hết chuyện. Nó chuyện đạo với nhau thôi. Mà Phật giáo đâu có cần phải đi phân bua, đâu có cần đi. Mình không có cái tâm đó. Vì sao? Vì đạo vốn không nhan sắc. Đạo vốn không nhan sắc. Mà ngày thêm gấm hoa, chỉ cần anh sống trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Mà đạo là cái gì mà người ta cảm nhận, chứ không thể dùng từ ngữ để giải thích. Mà nếu có giải thích đi nữa, chỉ là tạm dùng chữ nghĩa để giải thích thôi, chứ thật sự một lời mà nói ra là nó xa với đạo rồi. Ngôn ngữ đạo đoạn đó. Giống như hồi nãy thầy trụ trì mà thấy ăn một cái miếng mắm mắm nêm chay mà chan vô rau câu, mà quý vị tưởng nó ra làm sao? Mà giờ hỏi nó ra làm sao, thầy biết làm sao, thầy nói. Không lẽ thầy nói sao mà nó mặn như cái gì, nó ngọt như cái gì, nó chua như cái gì. Mình muốn diễn đạt cái đó, mình không có cái để mình nói, mà mình luôn luôn mượn cái khác. Chua như giấm, chua như chanh, ngọt như đường, như mật. Mình tìm cái khác mình nói, chứ mình không nói được cái thật vị của cái đó. Bây giờ Pháp Hòa thưa là ở đây mà quý vị nè, ngày hôm nay là quý vị gặp Pháp Hòa từ 8 giờ sáng cho đến bây giờ. Rồi cái chị bạn kia chỉ nói chị có chán không? Mình cũng chán lắm mà giờ không biết làm sao mà nói. Nó thôi tôi chán để tôi tự biết. Nhưng mà cái người mà người ta vui. Trời, ngày hôm nay thiệt là một ngày đầy đặn. Ngày hôm nay là một ngày không phí. Bởi vì tôi được tụng kinh, tôi nghe pháp, tôi sinh hoạt rất là vui. Vào một ngày hôm nay, ngày không phí. Hỏi vui làm sao? Không giải thích được. Bởi vì bây giờ thế gian người ta có rất nhiều cái vui, mình không thể lấy ô cha vui như một cái bữa sinh nhật, vui như bữa đám cưới, vui như cái gì. Không nói được cái vui này. Bởi vì cái này vui có gì đâu mà vui. Đâu có ai nhảy đầm, đâu có ai làm gì mà vui, mà cứ ngồi chỗ liêm diêm rồi gục lên gục xuống. Hỏi vui không? Vui gì? Tôi được gục. Vui vì tôi được ngủ. Thành thử ra cái vị mà người ta lui về trong phía sau chùa mà người ta tu, như là Tổ Huệ Đăng. Ngài lui về phía sau chùa, ngài mượn cái vách của cái núi mà ngài làm chỗ ở, mà ngài viết một câu đối ở trước cửa chùa ngài, trước cái hang của ngài ngồi. Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng đáo để. Tá thạch vi tường là gì? Dựa vô cái đá này là để làm cái tường. Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng đáo để. Ai biết lão tăng này nghèo hết cỡ. Cùng đáo để là nghèo hết nói mà. Mình nhìn cái người mà sống kiểu đó là nghèo hết cùng tận để diễn tả cái nghèo rồi. Lui đến tới tận cùng của một cái vách núi để mà sống thì là nghèo hết cỡ rồi. Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng đáo để. Câu này nghe đối lại. Dĩ mau tác ốc, thùy tri đại đạo lạc vô cương. Dĩ là lấy, mau là những cái cọng rong long lao lá rồi vậy đó. Dĩ mau tắt ốc là lấy cái lá để mà làm cái nóc nhà.
Thùy tri đại đạo, ai biết được tôi đang vui với một cái đạo cả, một cái đạo lớn ở trong này. Mình mà sống ở trong này là mình sẽ than lắm á, phải không? Khi tôi sanh ra mang được ngay kiếp con nhà nghèo, quá bao nhiêu năm không đòi thay, lớn lên còn nghèo. Mình nói là nghèo đấy, nhưng mà cái ông thầy ông ở trong đó, ông đâu có nghèo. Ông nghèo cái gì? Ông chỉ nghèo vật chất thôi. Nhưng mà với thủy chung là phải vậy thôi, bởi vì là khất sĩ mà, bần đạo mà. Tá thạch vi tường thuộc thức lão tăng cùng đáo để, nhĩ mao tác ốc lấy cái lá để mà làm cái nóc nhà. Vậy mà trong này ai biết tôi đang vui với một cái đạo cả, thùy tri đại đạo lạc vô cương, niềm vui không biên giới. Mình ăn chay với một cái dĩa rau luộc mà mình vui vô biên giới. Còn người ta ngồi cao lương mỹ vị mà người ta ăn không nổi, ngán ngẩm quá, nhơi lên nhơi xuống. Rồi ta nói trời sao chị hay quá, chị đi chùa chị tụng kinh mà nó trẹo miệng muốn chết, mà chị tụng tôi thấy chị tụng hay ghê. Tôi ngồi mà thầy ổng tụng cái gì vậy chị? Nói tụng Lăng Nghiêm Mô Phật. Ổng tụng cái gì tôi Lăng Nghiêm tôi dò còn không rồi nữa. Ổng tụng nhanh quá, tôi tụng tôi Lăng Nghiêm người tôi dò mà cũng không xong. Ổng tụng Lăng Nghiêm mà mình phải Lăng Nghiêm ra mình dò. Chứ cái người mà người ta có được cái niềm vui đó rồi nói không cục. Vậy thì cái sự im lặng đó, cái niềm vui đó, có nhiều khi vui quá có nói được không? Cũng không nói được. Cho nên im lặng nó có cái, nó là một cái đề tài, nó là một công án. Đôi khi mình ấy, bữa nay nhiều khi mình đóng mặt nghiêm nha, im lặng không nói, cái tự nhiên mấy người mà làm mà thấp hơn mình thôi, bữa nay boss mình bà im lắm nha, cẩn thận đừng có lạng hoàng. Cho nên lâu lâu đóng mặt nghiêm, đóng mặt nghiêm mà ngầu. Cái im lặng, tại vì có nhiều khi người ta tới ta đấu khẩu với Phật, Phật đâu có trả lời. Không phải Phật khinh họ đâu, nhưng mà Phật biết càng nói thì càng làm cho người ta xa, và có thể người ta tăng trưởng cái tâm đấu tranh. Có một cái ông đó, ông đi vô chùa. Ông bước vô chùa thì hòa thượng mới vẽ một cái vòng tròn. Ông làm cái nghề bán đậu hũ mà. Ông đưa ba ngón tay, hòa thượng đưa một ngón tay. Ông không chịu, hòa thượng kêu ông đi ra. Không có nói gì hết, hai bên vậy thôi. Thế thì tay vô tay gặp hòa thượng, ta hỏi hồi nãy hòa thượng nói gì vậy hòa thượng? Thì cái ông đóng bán đậu hũ, tôi hỏi ông mâm đậu hũ mấy đồng? Ông nói 3 đồng. Nhưng mà cái người kia, nhưng mà cái người mà người ta thấu đạo, ta nói mình đi tới chỗ viên dung, vượt ngoài tam giới. Người bán đậu hũ thì sao? Cái đầu nó chỉ có đậu hũ với tiền đậu hũ thôi. Còn cái người đạo thì ta hiểu nó khác. À, nói tới cái chuyện này, có cái chuyện này mới xảy ra ở đây năm ngoái. Hình như năm ngoái Pháp Hòa có ghé thăm Hòa Thượng ở đây. Thì trong khi mà tới thăm Hòa Thượng ở đây á, thì có 2 Hòa Thượng khác nữa. Thì quý vị biết là mình là một cái người đệ tử nhỏ trong đạo đối với quý ngài, mà được gặp quý ngài mà đảnh lễ mà cúng dường là cái phước của mình. Cho nên Pháp Hòa nói với anh Phật tử là chuẩn bị 3 cái bao thơ và ra giấu về. Ảnh tưởng đâu là thầy biểu lại 3 lại rồi đi ra. Ảnh cuốc 3 cuốc rồi ảnh đi ra. Mình ở trong này mình chờ hoài, chờ hoài, mà mình thấy hòa thượng mệt, hòa thượng muốn vô nghỉ, mà mình chờ bao thơ để mình vô mình cúng vàng rồi mình đi ra để quý hòa thượng nghỉ. Đi ra hỏi sao mà chờ hoài không gặp. Nói dạ thì thầy biểu lại 3 lại rồi đi ra.
Có một lần đi giảng ở San Diego, có một anh Phật tử cũng đi làm thi giả, quẩy gió thầy rồi ra tới cửa đàng hoàng. Gia chủ chạy theo gửi mâm đồ ăn, ảnh giục gió mình lại. Đi ra tới xe hỏi gió đâu. Nó nói ủa, ờ quên, này là thị dởm, không phải thị giả. Mà nếu là thị giả chắc là giả thiệt chứ không phải đồ thiệt. Giả mà giả thiệt. Thế đại chúng, là trong cái vấn đề im lặng thì nó cũng nhiều lắm. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói mấy điều thôi. Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi cái xã hội mà nó quá nhiều những cái phức tạp, khổ đau, thỉnh thoảng chúng ta cũng cần yên một góc trời để cho mình có sự im lặng, để mình tiêu hóa những nỗi khổ, niềm đau của mình, nếu mình không có người nào mình nói. Rồi ngược lại, đôi khi mình cũng ủng hộ, giúp đỡ tinh thần cho cái người thân của mình trong khi họ đau khổ, là mình giữ sự im lặng để hộ trì cho sự cái vết thương của họ. Đối với những người người ta thích tranh cãi, đôi khi mình cũng giữ im lặng đi, để cái sự hòa khí giữa mình với người đó không đi xa hơn, để không có cái sự bất đồng của mình với họ không đi xa. Tại vì mình biết mình không giải quyết được vấn đề. Và đặc biệt là đạo giáo, cho nên chơi với nhau á, bạn bè thân thiết với nhau, gặp nhau muốn nói chuyện ăn uống, chuyện quần áo, chuyện thời trang, muốn nói gì đó nói, mà đừng đụng vô tâm linh tôn giáo của nhau. Nói một hồi là bắt đầu có chuyện. Rồi đôi khi không thích nhau, rồi cứ ngầm ngầm ở trong này, không tốt. Đạo vốn cho chúng ta được sự an lạc, chứ không phải để cho chúng ta dùng cái đó để mà tranh cãi. Vì sự cảm nhận của mỗi người, đừng ai ép ai, đừng ai phải lấn lướt ai. Tôi tôn trọng đạo của anh tôn trọng đạo của tôi. Vì mỗi người chúng ta có một con đường. Quý vị thấy không? Cái freeway lớn, con đường nhỏ, con đường vô đây, đường nào cũng là đường. Đường lớn, đường nhỏ, đường nào cũng phải được tôn trọng. Nếu đường nào không cần biết mà đi không cẩn thận thì cũng sẽ có tai nạn cả. Thế thì chúng ta cũng vậy, mỗi người cảm nhận cái tâm linh nó một góc. Mà cái đạo là không có ngôn ngữ để nói, mà chỉ cảm nhận của mỗi người. Tại sao chúng ta lại dùng cái tri thức bình thường của chúng ta để luận bàn cái lý đạo? Không nên. Và chúng ta nên giữ im lặng ở mặt đó. Và đồng thời có những việc mà chúng ta thấy rằng người đó cần im lặng để cho họ bình tĩnh cái sự việc của họ, mình nên im lặng. Họ đang rối bời mà mình cứ lải nhải bên cạnh họ hoài, họ không giải quyết được vì gì hết. Mà nếu đôi khi á, họ chịu hết nổi, họ ngước lên, họ nói chị làm ơn chị nín cho tôi yên chút, là mình giận mình đi về liền. Và từ đó về sau mình không bao giờ hỏi thăm họ nữa. Mà mình thiếu cái sự cảm thông cho người ta, lúc đó là người ta cần im lặng mà. Thôi bây giờ tôi biết chị như vậy, anh như vậy, tôi cần tôi lúc nào gọi cho tôi. Có một cái em đó, nó mười mấy tuổi à. Cái đêm đó nó gọi Pháp Hòa nửa đêm, nó run ở trên phone. Ba mẹ con đánh lộn, bây giờ đang ầm ĩ ngoài mà con sợ quá, con vô con gọi cho thầy. Pháp Hòa bây giờ giống như emergency vậy đó. Thường thường người ta gọi vô 911 á, mình gọi vô mình nói somebody mà xỉu mà bệnh rồi á, là nó biết địa chỉ hết rồi đó. Nhưng mà người ta sẽ giữ cái người kia trong cái giây phút bình tĩnh, là vẫn giữ những câu hỏi. Bây giờ người đó làm sao, hỏi tới hồi mình trả lời xong là xe nó tới cửa rồi. Đó là một cái thuật giữ cho cái người kia được có sự bình tĩnh trả lời những câu hỏi của mình. Thậm chí tới cũng không có sốc người ta đi liền nữa, coi coi họ làm sao mới chở họ đi. Biểu họ nắm tay, hỏi biết tên không, giờ thấy chỗ nào đau, hỏi một vài câu hỏi để rồi xác định họ bị cái gì mới bỏ họ lên trên xe mà chở đi. Chứ đâu có phải kêu 911 rồi cái tới nó sốc đi liền đâu. Lỡ người đó đang nhồi máu cơ tim mà không có cái gì trợ, đi luôn trên đường sao? Đó là cái thuật, cái kỹ thuật của người ta trị bệnh. Thì cái em đêm đó
Pháp Hòa cũng giữ phone nói chuyện với nó, hỏi nó một vài câu để nó bình tĩnh. Và sau đó ngoài kia cũng yên rồi, bên này nó cũng yên rồi. Bây giờ mình khơi nữa không nên. Pháp Hòa nói thôi con ngủ đi, khuya rồi, con có thể gọi cho thầy bất cứ lúc nào. Sáng sớm Pháp Hòa gọi lại nó, you ok không? Bây giờ bữa nay con đi học được không? Nó dạ con đang chuẩn bị đi học, là nó ok rồi. Ngày hôm sau nó đi học về, Pháp Hòa gọi nó nữa, chừng 2 hôm 3 bữa là nó ok rồi. Tại vì ba má nó về rồi. Bây giờ mình nghe nó xong mình gọi với ba má nó, anh chị làm cái gì vậy? Chuyện gì nói tôi nghe có nó thè lè rồi hết. Cho nên có những cái mình phải là như vậy. Có nhiều lúc á, Pháp Hòa nhìn mấy chú và biết bữa nay có chuyện nè. Nhưng mà Pháp Hòa quán là bữa nay là đang trong cái ngày đi học. Bây giờ mà đem ra mà nói là nó bị frustrated, bị căng thẳng lắm và sẽ không có cơ hội học bài và ngày mai sẽ đi lên. Mọi thứ nữa. Bây giờ mình trước khi mình nói chú này á, mình phải xác định chuyện của chú, mình phải đi kiếm những người hàng xóm của chú để biết coi chú bị cái gì. Điều tra cái đã. Điều tra chú rồi mới nghe chú nói coi những gì chú nói có thật không. Và mình nếu mà mình có nghe được một phần nào về chú thì mình cũng chuẩn bị tư tưởng là khi mình nói chuyện với chú mình sẽ nói cái gì. Còn mình nói chuyện trực tiếp với đương sự, đôi lúc mình không có đủ lời lẽ để mình giúp họ. Mình phải nghe phong phanh cái đã. Có thể chưa đúng 100% nhưng mà ít nhất cũng những cái ý điểm chính rồi mình suy nghĩ mình sẽ nói gì với chú. Thì nó tóm lại là người nói ít không phải là người ít nói không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Và hôm nay mình nói chuyện im lặng. Có một người đó họ vô hỏi, dạ bạch hòa thượng, Phật là gì? Ông thầy ông chới giới, ông nói hồi nào giờ ông tu chứ tôi có học Phật Pháp gì đâu. Mà bây giờ hỏi tôi Phật là gì thì tôi làm sao tôi biết trả lời. Thôi ông ngồi im lặng, ông chờ ông này lui. Thì ông ngồi như vậy, cái ông Phật tử biết cảm nhận sao nữa, cái lại xuống. Nói dạ con hiểu ý hòa thượng rồi, Phật là người ngồi im không nói. Dạ hòa thượng hay quá, hòa thượng trả lời câu này hay, con chịu. Dạ bạch hòa thượng, Pháp là gì? Ông nói trời đất ơi, nó hỏi Phật tôi nói không rồi mà giờ nó hỏi tới Pháp nữa, đây sao đây? Thôi mà rồi có cái cửa nào được có tôi như giọt cái đây. À cái cửa này được quá. Ông mới đang nhìn hai ba cái cửa, ông kêu lấy xuống. Dạ con hiểu rồi, ý của hòa thượng nói là Pháp ở mọi nơi. Pháp everywhere. Mà cũng đúng đúng không? À, Pháp ở đâu mà không có Pháp. Dạ hòa thượng khai thị con hay quá, bằng im lặng không có ngôn ngữ gì hết. Thôi bây giờ hòa thượng khai thị cho con câu nữa, tăng là gì bạch hòa thượng? Ổng xỉu cái rầm. Ô chà con hiểu rồi hòa thượng ơi, tăng là người buông xuôi tất cả. Mai mốt mà lên lễ quy y á, ông thầy chỉ cần im lặng, ngó giáo giác xỉu cái rầm là Phật tử quy y rồi đó. Bây giờ mình có thời giờ nghe câu hỏi không? Mình cứ để dành, mình cứ trả lời đi được bao lâu thì mình còn dư được 4 phút. Cái hồi đó Pháp Hòa khoảng 20 tuổi, Pháp Hòa đi qua Pháp.
để mà giữ cái giới đàn. Mà năm đó là Pháp Hòa được cử làm thị giả quý thầy, mà lúc đó mình còn phá lắm. Ở bên Làng Mai có một cái pháp môn là đang ăn mà hễ nghe chuông là phải ngưng, chuông đồng hồ, chuông điện thoại, bất cứ cái chuông gì là phải ngưng hết, đang nói cũng phải nín, mà đang làm là phải dừng. Thế bữa đó quý thầy ăn rau muống, rau muống cộng nè, thì Pháp Hòa mới lấy ớt và nhét vô trong mấy cọng rau muống đó, mà mình canh cái đồng hồ. Thường thường cái đồng hồ mà nó kêu cứ đúng giờ, nó kêu tinh 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 tòn, tinh 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 tòn, mà 12 tiếng nó đánh 12 nhịp. Pháp Hòa canh 12 giờ Pháp Hòa mới cho ăn món đó. Quý thầy cầm cọng rau muống mà cắn vô rồi là ăn nguyên trái ớt, và lúc đó là rần rần mặt hết, đi kiếm đi nước cái đó, tiên 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 tò. Quý thầy ngồi tiên 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 tò, rồi thêm 12 cái chuông nữa. Rồi tới hồi mà xong 12 tiếng đó rồi là mặt nó đỏ rần, đứa nào chơi tao. Cho nên bây giờ mà mấy chú tiểu bây giờ mà phá đó, mình giả bộ mình la la, chứ mình bụng mình thắt mẹ bằng ta đâu. Bạch thầy, hồi ở Việt Nam các chùa và quý thầy ăn chay không được ăn trứng, hành, tỏi. Nhưng qua đây con thấy các chùa và quý thầy ăn chay thì ăn được trứng và hành tỏi, như vậy có phạm giới không? Cái này nó cũng chẳng có giới gì để phạm. Nhưng mà như thế này, cái lý do là mình không ăn ngũ tân, bởi vì trong đó có nhiều chất kích thích tố, thì người xuất gia mình giảm thì cũng là một cái tốt cho mình. Cộng thêm mình ăn nhiều cái này á, thì cái hơi thở mình nó cũng hôi, cái mồ hôi mình bình thường nó cũng đã hôi rồi, mà ăn thêm cái đó thì nó đắp mồ hôi. Bình thường đâu có ai kêu mồ thơm đâu, kêu mồ hôi không rồi chứ đâu có kêu mồ thơm, mà ăn cái đó nhiều thì nó triple mồ thơm. Ông thầy mà ngồi nói chuyện với người ta mà thay vì người ta chấp tay mô mô Phật mà tức cứ dạ mô Phật thì nó không tiện, cho nên mình giảm cái đó đi. Còn vấn đề ăn trứng, mình không thấy và không chủ trương thì thôi, còn ví dụ trong bánh bông lan, trong bánh mì đồ đó cứ bình thường. Thưa đại chúng, cái ăn á nó chưa có tu gì hết á, nó chỉ mới được chút xíu của cái thân thôi. Ăn chay là để tạm thời gọi là thanh lọc cái thân, và nó làm cho cái thân mình nhẹ nhàng, thì cái tánh tình mình nó bớt nóng nảy, tức tối sát khí, chứ chưa có tu bao nhiêu hết. Mình không ăn cũng không sao, mà mình có ăn cũng không có răng. Người ăn, người không ăn á, đừng có chê, đừng có trách cái người ta ăn. Vì không khéo á, mình tu được chưa bao nhiêu mà mình lại vướng vấp. Hành nó không làm mình giải thoát, mà rốt cuộc mình nó làm mình ràng buộc. Có một cái ông đó, cái chú tiểu đó, thấy một vị hòa thượng ăn trứng gà, chú mới chê, nói tu hành mấy chục năm mà nhìn không được có cái trứng. Như con là thầy thấy không, ăn rau quanh năm. Thì hòa thượng khai thị, có một cái bụng rau mà nó cũng làm dữ. Chú tỉnh. Thưa đại chúng, ở đây cái vấn đề đề xướng ngũ tân là do các tổ Trung Quốc, chứ không có truyền thống trong Phật giáo nguyên thủy thời Phật. Bởi vì nguyên thủy thời Phật là không có chủ trương nấu ăn, mà mình phải đi khất thực. Mà đi khất thực thậm chí người ta cúng thịt còn ăn, chứ đừng nói chi là cúng hành cúng tỏi. Hành tỏi thì thủy chung nó cũng là, nó là rau mà. Nhưng mà sau này các tổ Trung Quốc thấy rằng cái điều cái ăn những cái đó, cái nồng hôi nó nhiều,
thì chúng ta giảm. Bây giờ muốn nói cho cái người giảm kia cảm lòng mà giảm, thêm câu nữa: ăn cái này nhiều tụng kinh không linh. Hỏi sao vậy? Các vị hộ pháp thiện thần ngửi cái mùi này không nổi, các ông không dám tới gần mình để bảo hộ cho mình. Ôi cha, nghe cái này là mê nhất. Tu làm sao mà hộ pháp thiện thần chạy theo rần rần mà độ mình là khoái quá rồi. Cho nên chụp tấm hình mà có được mấy cái bông gì nó nhảy như vậy đó, ôi cha, mạng Đà La nè, thấy không? Giờ tôi tu mạng Đà La đây được chứ. Mà bữa nào mạng không xuống cho mình la. Thôi thì bây giờ á, các vị cứ nhẹ nhàng. Mình ăn được thì mình ăn, không được thôi, không có gì phiền hà hết. Ăn chay sao mà mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi trong mọi vấn đề. Thậm chí ha, lỡ bữa nào mình đi, mình ăn chay trường mà mình book cái vé bay về Việt Nam mấy chục tiếng đồng hồ mà mình quên đặt đồ chay đi, họ đem tới cho mình mấy cặp sandwich có ham á, lúc đó mình phải làm gì? Lột ham ra, cất cái ham ăn bánh mì thôi, kệ có mùi chút cũng ngon. Và thưa đại chúng là lúc đó mình có ăn cái miếng bánh mì mà có dính cái ham đó đó, không hề tội lỗi gì hết, mà cũng không mất đạo hạnh gì hết. Mình ở trong cái tình, cái này gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền. Gặp cái cảnh mà gặp cái chuyện gọi là rắc rối thì mình phải tùy theo cái phương tiện. Chữ quyền này là tạm, tạm thôi mà. Giới luật mà còn giữ, mình giữ giới mà còn có bốn trường hợp để giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Thế nào gọi là khai? Nếu như mình á, bệnh mà bác sĩ nói là cái đau nhức này á, uống thuốc này thêm một cốc rượu thuốc, hay là bây giờ người ta có rượu tỏi đó, uống một muỗng vô để mà trị bệnh đau nhức. Bây giờ mình vì trị bệnh mình uống một miếng rượu tỏi này, gọi là khai. Khi nào mình hết bệnh rồi, mình giá là mình ngăn lại, rồi mình trì là mình giữ. Còn mình lỡ ghiền rồi mình nói tôi đau hoài con tôi, thì cái này trường hợp gọi là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Luật không có bao giờ. Có một vị hòa thượng đó, ông bệnh mà bác sĩ nói là ông phải chỉ cần ông uống một thang thuốc này với con gà thôi, gà nấu á, nấu nước thôi, hết bệnh. Ông nhất định ông uống. Đệ tử thấy thầy bệnh hoài, thôi cuối cùng họp với nhau lén nấu cho hòa thượng chén canh gà uống. Hòa thượng uống xong hết bệnh. Bắt đầu hết bệnh rồi, khỏe rồi, đi điều tra. Trời ơi, thuốc gì mà linh hay quá vậy con. Lúc này đệ tử mới nói thiệt, nói dạ bạch thầy, con thấy thầy không uống mà tụi con lén để trị bệnh cho thầy là thầy uống nước canh gà mà thầy hết bệnh đó. Ổng nghe như vậy sao ổng tức quá, ọc máu chết. Học máu chết cái bắt đầu đọa làm một cái ngạ quỷ trong chùa. Đêm nào ông cũng về, ông rên một câu thôi: nhất dạ ẩm kê than. Nhất dạ ẩm kê than là một đêm mất đạo hạnh chỉ vì uống một chén canh gà. Than vậy đó, nhất dạ ẩm kê than. Thì có trong chùa đệ tử bó tay hết. Lên Google tìm hoài coi có phương pháp nào trị mà không có. Cuối cùng có một vị đạo hạnh khác đến chùa thì các chú mới kể chuyện này ra. Thì cái vị thiền sư mới nói được rồi, để tối nay tôi khai thị cho thầy mấy ông. Thì đêm đó cái vị ngạ quỷ đó xuất hiện cũng than như vậy. Thì lúc này một vị hòa thượng khác khai thị. Con quỷ nó đáp rằng nhất dạ ẩm kê than, thì vị này đáp lại: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp thân miệng ý ông thanh tịnh, ông cùng với Phật dạo cảnh Tây Phương, lo gì cái chuyện uống chén canh đó. Ngạ quỷ nghe xong thoát kiếp. Thì cái câu chuyện đó chỉ muốn nói với chúng ta, ở trong cái vấn đề tu hành, tại sao ngôi chùa của chúng ta có cái mái cong mà không là mái thẳng? Vì cái mái cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Đạo Phật không có cứng nhắc, mà đạo Phật biết tùy duyên.
Mình đã tạo mọi duyên nhưng mà cuối cùng không được, chừng đó mình phải tùy duyên, chứ không phải đụng cái gì cũng tùy duyên. Người việc gì cũng tùy duyên mà không cố gắng tạo duyên, tích duyên, giữ duyên, trân trọng cái duyên, mà cái gì cũng đổ thừa thì cái này là gì? Không có ý chí. Còn mình làm hết tất cả mọi việc mà chừng đó vẫn không được nữa thì mình phải đành chịu. Cho nên giữ giới đó là khai giá trì phạm. Mình có ăn được thì tốt cho mình, mà mình người mình thấy người ta ăn mà người ta vẫn tu thì có bình thường, đâu có chuyện. Quan trọng là tham sân si mình giải. Mình không ăn hành, không ăn tỏi mà sân si mình cũng đầy dẫy thì không nên, đúng không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này. Con được học Phật giáo có 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Phật hiền kiếp là Đức Bổn Sư, Phật vị lai là Di Lặc. Hàng triệu năm nữa mới tới nhiệm kỳ. Trời này sao giống bầu cử quá. Vậy năm nay hơn 2000 năm tới nữa gì? Vậy nay mới hơn 2000 năm đã tới kỳ mạt pháp, tương lai sẽ như thế nào? Thầy khai ngộ cho con, mô Phật. Hãy trả lời cuộc đời. Khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thôi tạm thời hát khúc Thủy Du đi. Có một cái vị đó đi lên hỏi một ông thầy. Thế bạch thầy, sau khi chết mình đi đâu? Ông thầy nói tôi chưa chết. Tôi chưa chết, tôi biết tôi đi đâu. Nhưng mà Phật tử cần phải hiểu 3 chữ của cái Phật, cái câu này. Mình không giải quyết là bây giờ hơn 2000 năm nữa thì tương lai đi về đâu. Thiệt sự là em cũng không biết em đi về đâu nữa. Có nhiều lúc em chỉ đi Cali 5 ngày mà em không biết thân phận em tối nay ngủ đâu nữa mà. Chỉ có 5 ngày thôi mà em còn bị đá như banh mà, thì cái chuyện đấy. Hôm nào mà mình giận hai vợ chồng mà giận nhau, mày đi qua ba mày, mày ngủ đi. Đó, chung nhà đó mà còn đá tới đá lui nữa. Giận nhau không thèm nấu ăn. Thì quý vị tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra after mấy ngàn năm nữa. Khủng hoảng quá. Bây giờ mình hiểu chữ 3 thời kỳ của Phật pháp. Thế nào là chánh pháp? Thế nào là tượng pháp và thế nào là mạt pháp? Chữ chánh pháp được định nghĩa là thiền định kiên cố. Cái thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ người ta tu đâu chứng đó. Vì sao? Vì ít những cái mê hoặc ở bên ngoài. Ví dụ như hồi trước vô chùa tu, không có iPhone, không có iPad, phải không? Không có internet, không có tivi, không có cái gì hết. Cũng là cơm lạc rồi đại khái đời sống vậy thì cái chuyện tu nó dễ rồi. Bây giờ mà iPad cũng có, iPhone cũng có thì ai đi tu, ai tụng? Pháp Hòa hay chọc mấy đứa nhỏ đấy, iPad, iPhone, no I pray. Vừa rồi Pháp Hòa chọc câu thứ hai, nói Thiên Chúa giáo có Amen, Hồi giáo có Allah, Phật giáo A Di Đà, Mô Bô giáo Alo. Mô Bô giáo này chiếm tín đồ nhiều nhất.
Nghĩa là tín đồ này trung thành với mô vô giáo đến mức độ mà vô nghe pháp vẫn chưa chịu tắt alo mà. Ở trên này ta tụng kinh mà mình cũng alo, mà thậm chí bên ngoài ta vẫn A Di Đà. Cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là lúc đó con người ít những cái phan duyên bên ngoài và sự hành trì nó dễ dàng hơn. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp. Tượng pháp nghĩa là thời kỳ tháp viện kiên cố, chùa nhiều lắm, viện nhiều lắm, nhưng mà cái chất nó giảm. Có nhiều khi Phật tử mình chưa hiểu thâu, mình chưa biết ý nghĩa phụng sự Tam Bảo nữa. Đi chùa này cũng được, ghé chùa kia nghe không? Ghé về đừng có nói nghe. Cái đó không nên. Mình quy Tam Bảo là Tam Bảo chung Phật Pháp Tăng mà. Nơi nào có Phật, có Pháp, có Tăng là nơi đó có đệ tử Phật. Thời kỳ tượng Pháp là tượng là gì? Na ná thôi. Na ná. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam có một dạo, người ta cũng cạo đầu, người ta quấn y, người ta ôm bát, người ta ra đường, người ta khất thực. Trời, nhìn giống ông Tăng mà phải Tăng không? Đó là na ná. Cái đó là hàng lô made in Việt Nam, chứ không phải made in temple. Bây giờ giáo hội muốn thanh lọc cái đó, giáo hội phải ra một cái lệnh là tất cả những thầy mà thiệt sự là sư mà đi khất thực, tạm thời không đi khất thực nữa. Tất cả những sự khất thực của các sư, các tịnh xá, các chùa dừng lại hết. Mà hãy mà ai mà đúng mà một cái người tu thật sự là theo cái lệnh đó của giáo hội, thì những ông giả ông đâu có biết cái luật đó, ông sẽ rền khên ở ngoài đường hết. Có hốt không em không dám nói, tại hốt mất công nuôi. Nhưng mà Pháp Hòa nói là cái tượng pháp là na ná. Rồi bây giờ mạt pháp nè. Mạt pháp là gì? Mạt pháp là đấu tranh kiên cố. Giờ mình có đang ở trong thời kỳ đấu tranh kiên cố không? Một người này nói một câu, người kia nói một câu, mà bây giờ nó còn tân tiến hơn. Email nè, Facebook nè, FaceTime nè, Zalo nè, Tango nè, Disco nè, Viber nè, rồi gì nữa list luôn đi. YouTuber. Ta thử ra là bây giờ là đấu tranh kiên cố, mình bất đồng, bất mãn, bất bình với ai rồi thì mình sao bất chấp. Mình bất bình, bất mãn với người nào rồi là mình bất chấp họ là ai. Và mình nói điều đó có ảnh hưởng gì đến cả đạo giáo hay không, mình cũng không còn nhớ nữa. Mình làm xong để mà thỏa cái sự tức giận của mình thôi. Mà mình quên rằng, nhưng không chết người trai lính trẻ, mà chết người gái nhỏ hậu phương. Cách đây 2 ngày, có một Phật tử lên nói Pháp Hòa là bây giờ con không ưa cái người đó, con có thể phô trương cái chuyện xấu của họ được không? Thì Pháp Hòa không trả lời, mà Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đạo hữu không thích cái người đó, họ đang đứng ở cây xăng, họ đổ xăng, đạo hữu lại cầm một viên quẹt châm vô cái đó, mục đích là mình nổ chết cái người mà mình không ưa. Nhưng mà chỉ có phải chỉ chết cái người mình không ưa không? Hay là cả một cây xăng đó nó nổ, rồi ảnh hưởng biết bao nhiêu những cái người xung quanh? Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi. Đạo hữu hãy quán chiếu Pháp Hòa muốn nói gì. Bây giờ quý vị có nhận được cái điều Hòa nói không? Có nhiều khi mình tức một cái người đó, mình làm cho lợi gan mình, hả giận mình, bất bình, bất mãn, phải không? Mà mình bất chấp, rồi cuối cùng thì mình lại ôm một cái đau khổ cho chính mình. Và vì mình đã làm một cái điều nó quá xa.
Cho nên cái thời kỳ này chính vì sao mà gọi là mạt pháp? Bởi vì chúng ta nhận pháp mà chúng ta không hiểu pháp. Đúng ra Phật pháp không bao giờ mạt. Phật pháp làm sao mạt được? Trong kinh Dược Sư quý vị nhớ không? Mặt trời dù có mọc ở phương Tây, mặt trăng mọc ở phương Đông, thấy không? Hay là thay đổi cái gì đó, lời của Như Lai cũng không bao giờ thay đổi. Pháp Phật làm sao mạt? Nhưng mà chúng ta tiếp nhận nó một cách hời hợt, lật lạc, rồi mình pha chế đủ thứ thì bắt đầu nó mạt. Chứ còn pháp Phật không có mạt. Cho nên nếu mình hiểu, nhiều khi mình đang sống trong chánh pháp nhưng mà mình tiếp nhận chánh pháp không có một cách nghiêm túc, thì mình cũng có thể đi vào cái chuyện gọi là mình đưa cái chánh pháp mình tiếp nhận trở thành ra mạt pháp. Trước khi dứt, Pháp Hòa nói một câu thôi. Có một vị thiền sư nói như thế này: người tà nói pháp chánh, quý vị nghe kỹ ha, người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Nếu cái đó mà là chánh pháp nhưng mà rủi thay nó rơi vào một con người tà pháp, thì chánh pháp cũng bị họ bóp méo, họ làm cho nó thành ra tà pháp. Nhưng nếu cái vị đó là cái người nắm vừa giữ mạng mạch của chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp, cái pháp tà mà lọt vô tai họ, tà pháp cũng họ được biến đổi, làm cho nó thành ra chánh pháp. Pháp Hòa ví dụ, người ta nhờ mình đi tới, người ta nhờ mình coi bói, giải xăm. Thì đúng ra là Phật giáo là không có chuyện này à. Phật giáo là không có bàn xăm, không có đoán điềm, giải mộng, giải sao trai hết á. Tại làm sao mà không giải? Bởi vì khi mình té rồi người ta tới, người ta hỏi mình anh có sao không, thì mình nói dạ không sao. Mà không có sao thì mắc gì cũng sao. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái người đó họ đang đi vào cái pháp tạm, tạm thời mình gọi là pháp tà nha. Nhưng mà bây giờ anh ta muốn mình giải xăm, cái mình dở ra câu rồi mình đọc: long lân quy phụng báo lành, Quan Âm mà xuất hiện là tạo thành đế vương, thuyền từ đợi bến sông Thương, khéo tu thì mở trăm đường mình đi. À bây giờ mà cái mình bây giờ đây, cái câu này mà gặp mà ông tà là ông giải khác nha. Gặp ông chánh ông nói, thấy không, tốt lắm. Tứ linh là long lân quy phụng, từ bi hỷ xả. Long lân quy phụng báo lành, người mà sống có từ bi hỷ xả thì lo gì không lành không an. Mà người sống lành sống an rồi thì thênh thang vạn nẻo đường. Tà pháp lọt vô cái tay của ông chánh pháp thì tà pháp thành chánh pháp. Mà bây giờ chánh pháp là kinh điển của Phật, nhưng mà lọt vô cái ông tà rồi thì ông diễn tùm lum hết, ông làm đủ trò hết để mà ông tìm lợi, ông tìm cái sự mà gọi là lợi dưỡng cho họ, hoặc là không đưa đi người Phật tử đi trên con đường chánh đạo. Thôi thì mình để dành mấy câu hỏi này cho ngày mai, tại vì bây giờ nói nữa là tới 10 giờ sao, mà lương trả là nãy giờ hết nửa tiếng rồi. Mình xứ Mỹ mà mướn clean là không có làm chuyện khác. Quý vị mệt chưa?
Vậy bây giờ quý vị hiểu chánh pháp tà pháp chưa? Bây giờ mình nói đạo Phật là không có cầu an cầu siêu, đâu có sao đâu. Phật tử muốn cầu an về chùa tụng kinh cầu an, vô ngồi xuống tụng kinh, tụng phẩm phổ môn. Trong phẩm phổ môn có một câu: nếu người nào mà trôi dạt trên sông trên biển gì đó, người nào cũng hốt hoảng hết, tự nhiên có người bình tĩnh hơn: các người đừng có sợ, hãy niệm Quan Âm đi. Cái câu nói hay vô cùng. Người ta đang sợ hãi, khủng hoảng quá, mình cho người ta cái không sợ hãi là don't worry. Tức là biểu người ta mình, cái đó gọi là vô úy thí. Các vị đừng có sợ, hãy bình tĩnh. Ở đây quý vị sống mấy chục năm rồi, quý vị đã trải nghiệm ra động đất chưa? Có rồi. Nhưng mà mỗi lần vậy mà con mình nó sợ thì mình lại chấn nhiếp nó: đừng có sợ. Một cuộc sống của mình đó, nó có cỡ nào đi nữa đó, nhưng mà mình khéo léo, mình balance nó lại thì nó cũng sẽ yên thôi. Mình đang đi trên một chiếc thuyền đông người, chiếc ghe đông người, mà lúc đó phải án binh bất động, đừng có nhúc nhích. Chỉ cần lệch lạc một cái là nước nó vô. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi đám á, có những cái đám nhà nghèo mà người ta ở dưới quê, bên sông, bên cồn, bên, rồi người ta mời nguyên cái đoàn Phật tử đi tụng kinh cho người ta. Mình đâu có nỡ lòng nào mà kêu ghe cho nhiều, gia chủ trả tiền chết. Kêu có một chiếc ghe, cái xuồng ba lá đó, mà mười mấy người lên. Trời đất ơi, ta nói ban đêm ban hôm là dứt một cái là nước nó vô. Có một cái bà cụ bà ngồi cái bên, mới nói: trời, tao lại mày. Mà nói: không ạ, tao lại mày, mày đừng có nhúc nhích, mày đi mày chết đó, tao sanh không kịp đền má mày. Đó là, mà lúc đó là ngồi im, không có ai dám nhúc nhích gì hết á. Mà lúc đó là làm gì phải không? Nam Mô Di Đà Phật, con đi tụng kinh đám, con có làm gì hết á. Là làm sao cho con trôi tấp vô tới bờ yên ổn. Lúc đó tâm mình là chỉ niệm Phật, không có dám nhúc nhích gì hết. Tấp vô tới đó. Người nào mà sợ ma, niệm Quan Âm, niệm Phật, ma nó chạy. Biết sao không? Bởi vì khi mình sợ ma, nghĩa là tâm mình nó đang giao tiếp với con ma. Mình càng đi nhanh thì cảm giác con ma nó đi ở sau lưng mình á, hình như nó nhanh lắm á. Cái hồi đó mà khoái đi tụng đám lắm, mà có một cái bệnh là không dám nhìn hình người chết, tại vì nhìn họ sao cứ nhìn mình hoài. Không biết quý vị có cái experience, cái kinh nghiệm đó không? Cái người sống người ta treo, mình không cảm giác họ nhìn mình nha. Mà hãy cái hình mà người nào mà chết rồi, cái sao mà mình đi tới đây. Mà cái tật càng sợ thì là lại càng nhìn. Mà càng nhìn họ hình như họ nhìn mình. Sợ. Nhiều khi mà bây giờ trong kinh nói là niệm Phật như vậy đó. Khi mình niệm Phật nghĩa là bây giờ mình nhớ, nhớ Phật. Mà nhớ Phật thì mình quên, quên ma, cái ma nó hết. Cái đó trong nhà Phật gọi là gì? Trị cái vọng tưởng của mình. Cho nên cái phẩm phổ môn mà nói theo duy thức học á, là cái phẩm trị cái bệnh tưởng. Chúng sanh mình tưởng nhiều lắm. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng. Đó là tưởng đó. Cho nên nó là trong kinh Phật á, mình đến chùa mình cầu an là mình tụng cái đó để mình biết rằng, à, nhờ như vậy đó, mình đưa cái người Phật tử đó, họ mới đầu họ tin là đến chùa có cầu an cầu siêu, tụng riết chập. Quý vị để ý coi, những năm đầu tiên là trời danh sách cầu an linh láng, tụng muốn chết luôn. Sau một thời gian đó là những người Phật tử thuần thành là hình như rút tên hết. Bây giờ người ta thuần rồi. Những người Phật tử thuần thành ta hiểu rồi, an hay không là mình, chứ không phải thầy cầu mình an, ta rút hết. Bây giờ chỉ còn lại những người sơ cơ mới bắt đầu. Nhưng mà những người mà bây giờ đã rút tên, đừng có cười họ nha. Những người đó là hóa thân của mình đời trước đó. Tại trước kia mình có y hệt vậy nè.
Mà sở dĩ ngày nay mình rút tên là vì mình hiểu đạo. Mình thấy, mình thông cảm cho họ. Thấy không? Mình thông cảm cho họ, mình biết đây hình ảnh của tôi ngày xưa nè. Tôi chưa hiểu đạo tôi giống vậy đó. Mà thậm chí mà lên chùa mà mình ghi tên cầu an mà không ghi, biết ghi làm sao mà ghi lộn qua cầu siêu nữa. Rồi chẳng những như vậy mà tuổi mà ghi trật nữa chứ. Mới đây đây, hôm qua hôm kia về có con cô. Cổ đọc cái năm sanh của cổ là 57. Không biết ai ghi nhầm 75. Vậy mà cổ không yên. Hỏi thầy coi có sao không. Nói trời ơi có sao đâu. Lấy cái đồ quẹt cái là sao gì nó cũng xẹt là hết. Hiểu như vậy đó là mình không có gì buồn hả. Lên chùa cầu siêu mà người ta tụng cho người thân của mình siêu. Người thân siêu chưa biết mà người sống ngồi nằm ở cái gì quỳ đó cúng là thấy siêu từ từ rồi đó. Tại vì sao? Hiểu quá trời quá đất luôn. Hiểu sao? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Đừng bỏ em một mình, sờ lành lắm anh ơi. Vậy mà coi ngài ông thầy nói chu cha chồng chết, có khả năng rước thêm người ra. Lập tức hỏi thầy ém cách nào thầy. Vậy mà lúc đầu là đừng bỏ em một mình, để em chết theo anh. Cho nên là mình thấy rõ ràng, khi mình hiểu mình đi chùa, cho nên trong nhà Phật đó, tất cả những cái hình ảnh là phương tiện hết. Dạ, quý vị hiểu chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Giờ mình có thời giờ nữa không? Thôi còn có 15 phút rồi. Ở đây có ai biết hát hò gì không? Các vị đừng có hiểu lầm, em hỏi vậy đâu phải để đưa em lên. Thầy trụ trì đây biết hát không? Thầy mới đi Ấn Độ về mời thầy ra hát bài nhạc Ấn. Hồi chiều thầy nói tôi mới đi Ấn Độ về, thầy ngửi tôi còn mùi cà ri không? Thôi bây giờ những câu hỏi này cũng có nhiều câu hay lắm, mình sẽ để dành cho ngày mai. Anh ơi nếu mộng không thành thì sao? Thì mai mình sẽ gặp ở Huệ Quang lúc 7 giờ. Chứ bây giờ nhiều câu hỏi lắm mà câu nào cũng hay á. Cái này nó giống phim Tàu vậy nè. Nó sẽ hết ngay cái chỗ đánh một cái rầm văng ra mà không biết chết hay sống. Sau rồi nó chạy chữ cái mình muốn biết coi cái cuốn này nó ngày mai sao, coi tiếp. Thôi bây giờ mình sẽ dừng ở đây ha. Hát một bài hả? Không ai cứu bồ hết hả? Giờ quý vị muốn nghe cái gì? Thôi bây giờ mời đại chúng mình chắp tay lại để mình nghe một bài hát. Tại bài hát này phải chắp tay nó mới hay. Nguyện đem công đức này hướng về
sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi bây giờ tối nay tối thứ sáu và đại chúng sau 5 ngày làm việc mệt mỏi, lẽ ra là quý vị có quyền đi về nghỉ, nhưng mà quý vị có tình thương lớn với Pháp Hòa. Quý vị tội nghiệp ở xa tới mà nói không ngồi ủng hộ thì cũng tội. Quý vị cũng ráng ngồi suốt gần 2 giờ. Thôi Pháp Hòa xin hát một bài cho quý vị nghe. Chưa tới giờ mà giảng sư. Dạ thì bây giờ con hát cho nó hết giờ. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa đến đây để thăm quý vị, và đặc biệt là kính đảnh lễ vấn an sức khỏe và Thượng Viện Chủ. Thì lẽ ra là ngày hôm nay Hòa Thượng cũng hơi mệt, nhưng mà hồi nãy Hòa Thượng cũng có ra để cho Pháp Hòa được thăm Ngài và ngồi uống chút trà với Ngài. Bao nhiêu đó thì mình cũng thấy được cái đạo tình của một bậc trưởng thượng đối với người nhỏ. Ngồi trong bàn thì cũng có các thầy trẻ. Thì Hòa Thượng nói tôi thấy quý thầy còn trẻ mà làm được việc hoằng pháp thì tôi rất là mừng. Thì đó là một cái lời khuyến khích của Hòa Thượng đối với những người hậu bối của Ngài. Và chúng con luôn luôn rất là hạnh phúc, rất là mừng khi mà cuộc đời tu của chúng con trên bước đường làm đạo mà thỉnh thoảng còn được gặp các bậc tôn đức, và lúc nào cũng rủ cái lòng thương xuống cho tất cả chúng con, hộ trì cho chúng con làm đạo. Thì đó là một cái an ủi rất lớn, và đó là một món quà rất lớn cho chúng con. Chúng con kính nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho Hòa Thượng, tứ đại được thường hòa. Nguyện cho Hòa Thượng sống lâu ở đời, và chúng ta gọi là cửu trụ ta bà, để mãi làm một cây cổ thụ cho tất cả. Mặc dù bây giờ Ngài không làm gì, nhưng mà Ngài chỉ cần cầm cây gậy đi tới đi lui thì mình cũng khiếp vía, mình hộ trì mình một chút. Và kính nguyện Hòa Thượng luôn được an vui sức khỏe, cũng như chư Tăng Ni ở đây luôn luôn sát cánh với Hòa Thượng để làm Phật sự. Tất cả quý Phật tử ở vùng này nói chung và ở nơi đạo tràng này nói riêng luôn được an lành, và đặc biệt là nhờ cái ân đức của Hòa Thượng mà quý vị tiến tu. A Di Đà Phật. Bây giờ mình hát một bài mà quý vị muốn nghe. Vọng cổ. Cổ nghĩa là gì? Xưa. Mà xưa thì phải hát nhạc cũ. Giờ mời quý vị nghe lại bài cũ. Thôi quý vị, tối nay mình hát bài bài gì? Buồn Cau Quê Ngoại được không? Được không? Dạ rồi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt, nay không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sướng, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui với hàng cau say trái, với bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già. Có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành,
miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm não, cho đến trọn đời tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cao. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cao hết trái, buồn trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao, để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại dần âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Dạ thầy nói là thôi được rồi để tôi. Bán cái vậy hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua giọng ca của thượng tọa giảng sư hay quá họ quý vị ha. Bây giờ để thay đổi không khí thì nếu mà theo yêu cầu của giảng sư thì thầy sẽ hát bài Đi Tu được không? À, nghe tất cả mình ngồi lên nghe thầy hát bài Đi Tu. Thầy đứng lên.